bạn thân mến, Đà Lạt vốn nổi tiếng như là một điểm đến du lịch đầy hấp dẫn với những thắng cảnh đẹp như tranh vẽ. Nhưng gần đây thì ẩm thực Đà Lạt cũng đã nức tiếng gần xa. Rất nhiều du khách khi đến với Đà Lạt đều tìm để thưởng thức những món ăn đường phố nổi tiếng gần đây như là món bánh mì xíu mại hoặc là bánh tráng nướng. Và gần đây thì họ đã có thêm một lựa chọn mới, đó là món bánh mì muối ớt. Bạn đã bắt đầu bán bánh mì nướng muối ớt này từ bao lâu rồi? Em bắt đầu bán từ 3 tháng rồi chị. 3 tháng rồi. Từ đầu năm đến bây giờ. Bận rộn quá phải không? Dạ, bận rộn lắm chị. Một ngày thì bạn bán được bao nhiêu bánh mì? Trung bình em bán được 8-900 mổ. 8-900 mổ luôn. Dạ. Bạn có thể giới thiệu một số điểm đặc biệt về bánh mì nướng muối ớt của mình? Dạ, đặc điểm của bánh mì của mình thì đầu tiên là giá rất là rẻ, rất là trung bình cho mọi lứa tuổi học sinh, sinh viên ăn. Bình thường người ta với ổ bánh mì thịt thì 10.000, ổ bánh mì nướng ớt mình có 6.000 ổ thôi. Rồi cái thứ hai là về cái gia vị bánh mì này rất là đặc biệt, chứ không phải giống như mỗi cái bánh mì khác. Từ hồi lúc em mở tới giờ là do rất nhiều, nhưng mà người ta cứ bu lại ăn thôi, do cái nước đặc biệt, cái sốt của nó vừa có độ cay vừa có độ ngọt ngọt, có hơi cay cay, thích hợp với không khí Đà Lạt này, cho nên sinh viên ăn rất là nhiều chị. Cái thứ ba là về vệ sinh an toàn thực phẩm, đều là hoàn toàn chất màu, là màu bằng hạt điều, là màu tự nhiên không có chất phẩm màu vô đó. Rồi than lò đều nhà nào cũng được rửa sạch sẽ. Rồi cái thứ tư là về cái đặc điểm bánh mì này rất phù hợp với không khí Đà Lạt này, và nó đa dạng hơn cái bánh cái như là bánh tráng nướng nè, bánh tráng trộn nè. Đà Lạt có rất nhiều món ăn vặt. Từ hồi mở bánh mì muối ớt này em thấy nó rất là ổn định. Ngày nào cũng khách cũng mua đông, ngày hết. Nói chung là khách nói rất là thích ăn bánh mì này. Dạ, thường thì khi học hành căng thẳng thì tụi em hay thường bị stress. Và để giải tỏa được cái nỗi căng thẳng như vậy thì tụi em thường đến những cái quán mà là đường như thế này, rất là rẻ và là hấp dẫn tụi em. Sinh viên tới đây rất là nhiều. Đặc biệt là món bánh mì muối ớt thì nó có một cái vị rất là độc và rất là lạ. Cái hương vị của nó là cay xè hòa quyện với lại cái bánh mì giòn. Bánh mì muối ớt là một trong những món ăn vặt sinh viên. Nó khá là ngon, rất là giòn và tương đối là mềm, giá rất là mềm đối với sinh viên. Và mỗi khi học hành mệt thì chúng em hay rủ nhau đến quán để ăn. Bánh mì muối ớt thì là một món ăn rất là mới. Cho nên là rất là nhiều bạn trẻ yêu thích. Và chúng em cũng như vậy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, món bánh mì muối ớt quả thật là một món ăn mới lạ và độc đáo. Và với những du khách khi đến thăm thành phố Đà Lạt, khi thưởng thức món ăn này, cảm nhận của họ đều là quả thật rất thú vị khi được thưởng thức một miếng bánh mì cay xé nồng và được hít hà trong cái lạnh của thành phố Đà Lạt. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi một chuyến trụ cao nguyên của chúng tôi hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nếu có một buổi sáng nào đó khi quý vị thức dậy và thấy cổ mình đau nhức, không thể cử động bình thường được, và kèm theo đó là các triệu chứng đau vùng vai, phía lưng trên và vùng gáy, thì đó chính là những dấu hiệu, những triệu chứng của bệnh đau vai gáy. Đây là một dạng bệnh rất thường gặp và có nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Vậy làm thế nào để có thể phòng ngừa cũng như là giảm bớt những sự đau nhức khó chịu của bệnh đau vai gáy và điều trị căn bệnh này như thế nào cho hiệu quả? Hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ bác sĩ Võ Quang Tùng, cử nhân vật lý trị liệu Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Lâm Đồng, để chúng ta có thêm những thông tin cần thiết.